Đây. Con ơi con, mẹ đừng cứu cho mẹ đi tâm thản con. Rồi đứa bé, đứa con của chị là đứa bé 10 ngày tuổi. Cái này cũng gần tới giờ để đưa tiễn em đo 17 tuổi đi qua tháng tuổi của chú anh chị. Toán châu tụ vị thần hương niệm hương nguyện hương 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 khởi thân lễ tam bái lại không bình thân gian quỳ hương quê thỉnh nam mô nhất tâm chịu thỉnh dương chi tịnh thủy sáng của thiên em đồng tánh thần bát đức lợi nhân thiên pháp giới vãng tăng viên diệt tội tiêu khiêm quá diệm quá hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nay trước linh sàng hiếu nam cùng hai cháu thành tâm nguyện xả tan trước dân linh bà Nguyễn Thị Ngọc Đoan hưởng dương 27 tuổi từ trần vào lúc 16:30 ngày 6 tháng giêng năm Giáp Thìn kiền thiền khổ lễ nhị bái Có à, có ai nhớ số điện thoại của cô không để cô đọc lên video luôn đi. Đúng rồi, tại vì nhiều khi tụi con ở xa nhưng mà có cô chú nào gửi á thì liên hệ trực tiếp cho cô luôn, gửi tiền mà hỗ trợ để mua sữa cho bé. Có ai nhớ số cứ nghe nhớ số điện thoại của cô không, đọc giùm mà 0344 263092 2044263. Bảy ơi. Hả? Đọc đi. Đọc đó con. 0344. 0344. 263092. 263092. Là số điện thoại bà của bà ngoại của em Đoan đó quý cô chú anh chị. 0344 263092. Đúng rồi. À, cô tên gì cô? Cô Tư. Cô Tư. Tươi phải không? Trần Thị Tươi. Tư. Tư là 4 đó. À, xoay qua đây, đây nè con à. Sao mắc cỡ hả? Ngủ mới thức mà, sớm quá giờ mà. Biết gì đâu ha mẹ. 6 giờ là ra khỏi nhà hả cô? Dạ. Cái đoạn đường mà từ đây tới nơi quả tắng là xa dữ không cô? Ở nhiêu ăn? Mấy cây hả con? Mười mấy cây hả cô? Mười mấy cây số. Dạ. Là cá khó chỗ tính là mặn tính trả rồi đó gì đấy nghe đầu em giấu em cũng không biết gì nữa. Dạ. Con nó bất ngờ kìa, thức kìa, kìa mạnh thức ha, thức kìa kìa mặn lắm. Ôi
Bữa nay con thức sớm rồi con gái ơi. Chúc mẹ đi rồi. Chút xíu nữa là đưa tiễn mẹ con rồi. Sáng giờ có cho bú sữa chưa chị? Chắc về nó mới cho uống nãy. Vậy đó hả? Ngủ quá, con gái sáng thức sớm. Tiễn mẹ. Tiễn mẹ, mẹ gần đi thì tiễn. Lấy chiều cái trưa không gặp mẹ đâu. Sớm là chút xíu nữa là tiễn mẹ đi rồi. Tối bé ngủ được không chị? Ngủ rồi, thức cái đâu ca sữa mà nó khóc. Thích cái gì hay nó quậy sữa mấy gì canh thay tả thôi rồi. Biết thăng biết phận á. Tụ nghiệp lắm, không có sống. Trở qua trở lại là mấy gì ấy sữa cho uống. Lúc uống. Lúc ở trên ở trên bệnh viện vậy là chị cũng nguyện với em đông sốt để phù hộ cho cháu. Sốt luôn, nói là cái miệng em nó khô là anh thấy khô nấu chứ không ra luôn rồi. Nguyện ngô Phật thì nấu tên. Mua sữa với mua tả bà con ơi. Cảm ơn lắm bà cô chú ơi. Cảm ơn ông bà cô chú rồi đó. Cảm ơn bà cô chú nhiều luôn. Dạ. Yeah. Bác có sữa có tả nè, uống nè. Chị ơi, ở đây em có một ít nè. Em phụ ở gia đình. Em cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Sữa uống rồi đó con ơi. Cô dạ, cho bà chú thương đi con. Có Mạnh Thường Quân giấu tên ở Bạc Liêu gửi cho cháu 200 phụ tiền mua sữa nha chị. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Em có quá trời. Bé có sữa uống nè. Vì là bé Vi là có tiền mua sữa nè, mua tả rồi đó. Bé tên gì quên nè. Thảo Vi. Không bao giờ quên Thảo tên Vy. Em hỏi em. Thảo Vi. Tên mới đặt ngày qua mà. Mới đặt ngày qua. Lại gấu hết trơn cơ. Mới đặt tên ngày qua đó cô chú ơi. Em còn chết thôi con, em luôn có thiệt chứ. Bữa nay buồn em thấy nó nghe nó rút ống là nó muốn xỉu chóng luôn á. Cố gắng chị ơi, tại vì cái sự gũi lo của cha mẹ gì rồi thì để em đăng video lên để coi cha nó có thấy được không à. Cha nó có về để tiếp lo cho con cũng nhờ tiếp chị đó chị. Dạ. Cố gắng vượt lên để lo cho hai cháu đi, hết quá rồi, tội nghiệp luôn à. Em tính về đây là kêu ngoại là lấy đất chôn á, em muốn thiêu đỡ thiêu, bây giờ đó là ở đây là nhà không à. Dạ. Bây giờ thiêu cháu này cũng đau lắm. Dạ. Yeah. Bây giờ mình không có điều kiện rồi, mà nếu như mà mua miếng đất để cho em nằm nữa thì tốn kém thêm nữa. Dạ. Trong khi là anh chị là cũng rất là khó khăn thì phải ở nhà trọ nữa. Người ta rồi đâu thiếu nợ, dạ. Người ta đầu là nhà đầu có cái tiền cha nó mặn đâu lo nổi. Dạ. Rồi bà ngoại rồi mới kêu thiêu đại. Dạ. Thì thiêu cũng là tốt rồi chị à. Rồi chị định là thiêu em á là để hài cốt trong nhà hay là mình gửi trong chùa? Mấy ông bà nó gửi trong chùa đại. Dạ gì cũng rồi. Tốt. Dạ. Nếu mà gửi hài cốt được trong chùa thì mình em được em đông được nghe tiếng kệ lệ kinh mỗi ngày à. Để hương linh của em mau siêu thoát. Nếu mà ông cậu dạ. Này tới rồi còn lành. Thấy là cúng cũng đã. Dạ. Người qua đám rồi xong là chị anh chị cũng vài ngày thì chắc cũng đi làm lên dạ. Sài Gòn làm tiếp rồi anh chị. Dạ lên chỗ con cha nó thì gắn vui quà quấy chứ vui vấy miệng mà học có hên chơi mà ông ngoại nó không mà. Dạ. Kìa thích kìa kìa. Bà cô chú ơi nè. Thích kìa kìa ông bà cô chú ơi. Kìa. Đó. Đó thì giờ bắt đầu rồi, chuẩn bị đưa em về nhà nghỉ cô chú anh chị. Từ đây tới lúc mọi ngày mỗi tháng mà đường xá trên đây là được được. Đường rất là khó đi. Bây giờ là đang gỡ. Rồi, giờ chuẩn bị đưa em
em Đoan, 27 tuổi giờ đang nghỉ cô chú anh chị, quả tán cách mười mấy cây số á. Quả tán cũng là gác các bà con chở tại tuần đầu. Đi xe tải hay đi xe ba gác? Hả? Em trai chở quan tài đi xe. Bà ngoại ẩm ga cho nhìn mặt mẹ lần cuối cùng. Nhìn mặt mẹ lần cuối nữa mà không? Rồi, con nhìn mẹ lần cuối nha con. Con ngủ rồi. Lớn tuổi mà phải lo tiếp đứa bé. Bà ngoại của cháu cũng ở trọ cho nên là cũng không ổn định của chú anh chị. Đang dở gạp xong cái góc ở trên nó có cột không? Có cột rồi. Cắt dây luôn đi. Phải cắt dây mới được. Dây luôn. Nhìn ra mà sốt luôn với cô chú anh chị. Nó dán đại lên cái sườn đó luôn cũng được, dán đại lên đó đi. Cố gắng lên nha coi. Rồi đã xong đó cô ẩm qua đi cô. Cho cháu nhìn mặt lần cuối cùng ơi. Mẹ lần cuối đi con ơi. Con mẹ lần cuối thì mẹ đi ra tâm thẳng con. Đưa tiền chị Đoan đi quả tác. Rồi đứa bé, đứa con của chị là đứa bé 12 tuổi. Để cùng đúng với bà Cốc để đưa tiền giờ mẹ lần cuối là cái để đưa tiền mẹ ra đi ở đây. Đã sót quá của chú anh chị. Cảnh này không có ai tìm được cảnh khắc cho nên là con rất là sót luôn. Bây giờ còn vài phút nữa thôi và đưa em Đoan về đang nghỉ rồi. Lấy cặp này luôn đi, lấy cái chân này luôn. Có dẫn cái này ra chưa? Để bể nữa. Bà ngoại 60 mấy tuổi đã có con chị bà ngoại. Ngoại cũng là 70 rồi. Cháu khóc rồi con. Bà mẹ của em Đoan cũng khó khăn. Cũng còn hai đứa con. Em cũng còn nhỏ nữa mà con. Nhìn đi con ơi, nhìn mẹ lần cuối đi, còn vài phút nữa là tội nghiệp quá còn ngủ à, sớm quá. Xem ra là cũng chưa biết là giọt sữa đầu tiên của mẹ nữa quý cô chú anh chị. Rồi cô đi, anh cháu vô đi cô. Đó là quyền gia đình. Thì còn vài phút nữa thôi cô chú anh chị. Của em Đoan là quý cô chú anh chị.
Giờ chuẩn bị đưa anh Đoan về đây ăn nghỉ nha. Cho 500 hả bà? Ừ. Bác sĩ Liễu với bà cô Út cho 500. Ừ. Ừ, rồi sao rồi, rồi, rồi đây, đây, ghế nè. Đưa bà cho ngồi, bà ngoại dặn kìa. Ngoại ở trong kìa, anh nhận đi. Đẹp không? Ngoại ơi. Ngoại làm với em rồi. Ngoại đang không biết. Bà cô có rảnh rỗi gì đâu. Bà cô với lại... Bà cô nhà gần đâu bà cô? Hả? Bà cô nhà ở đâu? Bên sông. Dạ, bên sông ha. Đám cưới ngày kia, bữa nay đám giỗ nữa. Có rảnh đâu. Dạ. Thì bắt đầu chuẩn bị đi cô chú anh chị ơi. Thì chạy ra ngoài tới mười mấy cây số luôn. Đem quả tán. Bánh nào bằng bánh nào trong tay con cháu. Ngoại khóc dữ ngoại. Ngoại với cô có bà con gì không? Cô ha. Cô chồng cô có. Dạ. Cô. Rồi chuẩn bị đưa mẹ đi rồi đó con gái ơi. Đức buộc con ơi, chưa có cảnh nào bằng cảnh này. Dạ. Không có cha, không có mẹ nữa. Nhìn là lần cuối cùng đi con. Mới mười bữa mà mặc vậy. Cưng quá hả ngoại? Dạ, con dạ. Ta một tháng còn chưa được như vậy nữa con. Thiệt á. Một tháng còn chưa được mặc vậy. Ông trời ông cũng độ. Dạ. Trời tội luôn. Chút đâu. Mẹ đó, chưa sáng đi đưa đi đó. 6 giờ đó, 6 giờ mấy rồi đó. Đang đợi xe đây. Xe vô là bắt đầu đi đó. Mới rồi. Bắt đầu đi nè cô chú anh chị. Tội quá trời. Mới đi đổ lộ ơi, về mặt mẹ là cuối của con. Con ơi, con gắng phù hộ độ trì cho ngoại nuôi con. Nó mạnh khỏe, nó mau lớn con ơi. Rồi bắt đầu chính thức đưa đi rồi cô chú anh chị ơi. Quá sót luôn đi. Không được xót xa bà con. Qua đây ngồi đi. Qua đây ngồi đi. Cảnh nào mà đau lòng bằng cảnh này. Giờ bắt đầu đưa Vinh đi rồi. Bắt đầu đi cô chú anh chị ơi.
Giờ bắt đầu đưa đi quả táng của chú anh chị ở cách đây mười mấy cây số. Thì em đo này là xin tại phòng trọ rồi chuyển đi, rồi không may qua đời của chú anh chị. Đường đưa tiễn em đo đi quả táng cũng mười mấy cây số đó bà con. Nhìn thấy xót lắm của chú anh chị ạ. Đây là một cảnh chia ly không ai muốn. Thì hồi nãy Mạnh có đọc cái số điện thoại của chú anh chị, số điện thoại của bà ngoại á, có ai muốn liên hệ trực tiếp thì liên hệ cho bà ngoại luôn. Và bây giờ đi ra ngoài quả táng thì Mạnh mời của chú anh chị cùng đi, Mạnh sẽ ra ngoài quay trực tiếp để gửi đến của chú anh chị xem ạ. Rồi Mạnh xin chào, hẹn lại với chú anh chị video kế tiếp nè. Rồi giờ bắt đầu đi của chú anh chị ơi. Đi đi, qua luôn, qua luôn. Thì bây giờ đang đi phía trước nè cô chú anh chị. Tới chỗ quả táng em đon. Rồi cô chú anh chị cho Mạnh xin một like cũng như một lượt chia sẻ đăng ký thôi. Rồi giờ tới nơi rồi cô chú anh chị ơi, tới chùa rồi. Giờ tới rồi, tới chùa rồi. Tới nè cô chú anh chị, bây giờ đưa em vào. Em đi với em đi trước nhà em đậm lại. Đừng cho nắng à. Cháu
Rồi ở đây là cái lò thiêu nè cô chú anh chị. Đây là cái lò thiêu. Nội đang chỗ chùa nè. Thôi để cho xong đi, vô cái này xong bây giờ hết nha. Đâu chứ em đừng quậy chứ chứ nội gì. Không cho em đâu. Điện tư hỏi tư lên chứ là mà đầu. Chắc nha. Ăn xuống tay nè. Đứng lại đây chảo mặt tới đầu tới, đây. Tới nè. Chạy hết luôn không? Rồi chuẩn bị đưa em đon vào. Đứng cho tắt đèn nha, đứng cho tắt hết luôn không? À. Không gãy luôn hả? Di chuyển từ ở ngoài vô cách xa cho anh em tới đây muốn kiệt cái nó con dãy vào trong đó anh em muốn kiệt khỏi 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 không mà đây nón tao cháu ra cái này khỏi khỏi chứ lấy nón nó ra đi đừng cái này tao bữa nào dính đầu cút em đi nãy rồi học cũng đi xem nhà hai em đón đó một cái chùa nghe chuẩn bị bán đó, bắt đầu đưa vào đó cô chú anh chị. Mình không.